Dạ, Hiếu Phan xin mến chào tất cả vị khán giả. Chào mừng quý vị đến với bản tin hôm nay trên kênh của Hiếu. Thì hôm nay là ngày thứ ba, ngày 19 tháng 3 năm 2024. Thì Hiếu lại tiếp tục cập nhật hai cái drama Thiền Am cũng như là trong cái vụ của bà Nguyễn Phương Hằng. Song song bên cạnh đó thì quý vị khán giả cũng rất là thắc mắc từ bấy lâu nay mà những kênh YouTube đi theo ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng chửi hết người này, chửi hết người kia, tấn công hết người này, tấn công hết người kia. Chẳng hạn như tấn công Thiền Am Minh và Vũ Trụ khi mà hùa theo bà Nguyễn Phương Hằng, hay là tấn công Đinh Lan. Đó, thì tại sao mà bên phía cơ quan chức năng không điều tra, xem xét và xử lý? Thì hôm nay có một cái thông tin từ phía của chị Đinh Lan. Thì Đinh Lan cũng cho chúng ta biết rằng ở đằng sau những YouTuber này thì có người chống lưng, rồi có một trong những YouTuber mà đi theo ủng hộ cho bà Nguyễn Phương Hằng đó thì cũng uy hiếp ông Huỳnh Uy Dũng trong cái vụ án có liên quan đến người chị của Đinh Lan, thưa quý vị. Đó, thì qua đây chúng ta cũng đã biết được rằng là cái lý do vì sao mà những tên YouTube này vẫn không bị cơ quan chức năng xử lý. Qua đây thì chúng ta cũng thấy rằng là họ binh vực bà Nguyễn Phương Hằng bất chấp á, cũng chỉ vì tiền thôi, thưa quý vị khán giả. Ở đó thì có hai luật sư cũng liên quan trong cái vụ án của Thiền Am. Thứ nhất là luật sư Vũ, thứ hai là luật sư Phục, thì cũng được Đinh Lan nêu tên ở trong cái video clip này. Thì để cho quý vị khán giả biết được cái lý do vì sao mà 40 kênh YouTube đi theo ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng không bị cơ quan chức năng sờ gáy, thì hôm nay chúng ta sẽ nghe Đinh Lan chia sẻ và sau đó thì chúng ta cùng bình luận và nhận định nhé. Hiếu mời vị khán giả cùng đến với phần chia sẻ của Đinh Lan. Trước khi vào nội dung thông tin chi tiết chính mà Đinh Lan chia sẻ, thì Hiếu cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị cùng với gia đình của mình trên kênh của Hiếu. Lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Và bây giờ thì Hiếu mời vị khán giả cùng nghe nhé. Dạ, Đinh Lan xin kính chào quý vị khán giả xem kênh. Hôm nay là thứ hai, ngày 18 tháng 3 năm 2024, lúc 15 giờ 26 phút. Đinh Lan làm cái clip này với chủ đề Đinh Lan và phiên tòa phúc thẩm. Thì nội dung trong cái clip này, Đinh Lan có một cái thông tin gửi cho tất cả quý vị khán giả xem kênh, những người mà quan tâm tới vụ án. Tại vì thẩm phán Phan Đức Phương, chủ tọa phiên tòa, có nói là vụ án Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm là được sự quan tâm đặc biệt của xã hội. Thì trong phiên tòa sắp tới thì Đinh Lan nghĩ rằng chỉ có một mình Đinh Lan đứng ra tranh đấu cho cái quyền lợi của mình là bị hại của Nguyễn Phương Hằng, Huỳnh Uy Dũng và 40 YouTuber. Cho nên hiện tại bây giờ thì những cái kênh YouTube vẫn còn tiếp tục tấn công Đinh Lan, dữ dội, nhục mạ, rồi chửi bới những cái ngôn từ mà vi phạm pháp luật nghiêm trọng luôn, nhưng mà vẫn không bị pháp luật xử lý. Đó là Lý Lắc Vlog, Hương Quảng Châu, Thanh Nguyên Vlog, Gất Việt, Thiện Đời Sống, Gia Đình, Sơn Sàm TV, Kiệt Tuấn Đạt, Full Game Mobile, Đại Long An, Hồ Văn Thuận, hai luật sư Trần Quốc Vũ và luật sư vlog Âu Văn Phục, Đinh Hoàng Nhân, Gia Cát Phong, Hùng Râu, Đời Lưỡng Thứ. Những cái kênh YouTube này thì vẫn thường xuyên lên mạng, Hương Quảng Châu với Phúc Tài Chính thì ở Hà Nội. Nhưng mà mọi người cứ cảm thấy thắc mắc là ủa lý do tại sao mà công an không xử lý bất cứ một YouTuber nào? Tại vì trong vụ án này có liên quan, Đinh Lan nói ra điều này, Đinh Lan hoàn toàn chịu trách nhiệm tới tất cả những phát ngôn của mình. Đó là trong cái bộ hồ sơ mà Đinh Lan tố cáo hai người đàn ông, một người đàn ông chủ mưu cho Nguyễn Phương Hằng phạm tội, và một người đàn ông nữa là live stream với Võ Minh Điền, mà được Võ Minh Điền khoe đó là nguyên trưởng quận Gò Vấp. Thì vào live stream ngày 5 tháng 3, ngày đó là Đinh Lan tố cáo Võ Minh Điền tạt nước sơn vào nhà Đinh Lan, thì nó có gọi cho một người và mở loa lên, và giọng đó chính xác Đinh Lan biết chắc chắn 100% là của nguyên trưởng công an quận Gò Vấp. Cho nên bây giờ Võ Minh Điền đánh chị Đinh Thị Lan thương tật 20% ngày 9 tháng 2 năm 2022 mà vẫn không bị khởi tố. Đó là Võ Minh Điền đã uy hiếp ông Huỳnh Uy Dũng. Đinh Lan có lưu lại clip là nó sẽ khai ra tất cả nếu như khởi tố nó. Bây giờ ông Dũng muốn cho nó không nói nữa thì ông Dũng phải đưa cho nó một số tiền. Cho nên
giờ mà Võ Minh Điền là một cái thằng mà cục xúc mà đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê, cho nên bắt buộc nó là không khởi tố nó cho cái vụ đánh Đinh Thị Chiên. Tại vì đánh Đinh Thị Chiên thì nó sẽ khai ra người chủ mưu chính là thằng Nguyễn Việt Anh trong Chuyện Đời Thường, nhận tiền của Nguyễn Phương Hằng, kịch bản là của thằng Nguyễn Tài Phát kênh blog Tấn Kiệt. Cho nên vụ án này liên quan tới một nguyên trưởng công an quận Gò Vấp. Đầu năm 2002 9 tháng 2 năm 2022. Do vậy, đó là lý do tại sao không có một YouTuber nào trong vụ án Nguyễn Phương Hằng bị xử lý. Cho nên là Lý Đắc Vlog thấy không, kinh khủng luôn, chửi tục, chửi tiểu, xúc phạm, nhục mạ, rồi Gia Bin, rồi Thiện Đời Sống, rồi Sơn Sàm TV, rồi Thanh Nguyên Vlog, Cức Việt, rồi Đại Long An, Lâm Nguyên rủa mẹ người ta bệnh giống ác ôn ý hệt Nguyễn Phương Hằng lúc mà ca sĩ Phi Nhung mà nhập viện chữa trị vậy đó. Nguyễn Phương Hằng nguyên rủa người ta cho đến chết, chết rồi cũng bà cũng lôi người ta ra bà chửi. Cho nên là khi mà bà chửi ai thì nguyên đám YouTuber này đi theo, mà nguyên đám YouTuber này lại là những cái người mà đi được Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của bà Hằng, đã chuyển khoản tiền và mua vé máy bay cho 20 YouTuber đi Hà Nội, thì có trong danh sách mà ngày hôm nay đang tấn công Linh Lan đó. Sơn Sàm TV trong hình Linh Lan còn giữ y nguyên gương mặt của 20 YouTuber đó luôn. Cho nên đó là lý do nó kích cho Linh Lan là đứng lên tức quá chửi công an. Không, tôi không có chửi với công an cả ha. Tôi chỉ tố cáo một nguyên trưởng công an quận Gò Vấp, người có dính líu trong vụ án, bảo kê cho đám YouTuber này thôi. Cho nên cả nước có tới 2 triệu công an mà. Cho nên là tôi không có bao giờ mà xúc phạm gì công an, không mà bôi nhọ cái uy tín danh dự của ai. Có một công an duy nhất là nguyên trưởng công an quận Gò Vấp, nhà người cùng live stream với Võ Minh Điền hôm 5 tháng 3 năm 2022. Dạ, chào mọi người. Đó, quý vị cũng vừa nghe Đinh Lan chia sẻ lý do vì sao mà những kênh YouTube ủng hộ cho bà Nguyễn Phương Hằng không bị cơ quan chức năng xử lý. Thì Đinh Lan cũng đã tức nước vỡ bờ và phanh phui ra hết mọi cái sự việc. Đằng sau là có công an chống lưng, rồi uy hiếp ông Dũng là voi là phải nghe theo những người này, những tên YouTube này. Rồi những tên YouTube này thì được nhân viên của bà Nguyễn Phương Hằng chuyển khoản cho nó để mà lên là công kích người khác hay là đi ra Hà Nội gì đó vân vân. Đó thì tất cả những gì mà họ đến với bà Nguyễn Phương Hằng thì cũng chỉ vì tiền đó, họ mới bất chấp là tấn công người này, tấn công người khác và đặc biệt là tấn công Đinh Lan hay là những kênh YouTube này đi theo ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng. Thì tấn công Thiền Am cũng rất là dữ dội suốt một thời gian dài và cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa ngưng nghỉ, thưa quý vị khán giả. Thì qua với cái sự chia sẻ của Đinh Lan thì cũng có rất nhiều bài bình luận, có những ý kiến trái chiều khác nhau vân vân. Nhưng mà đa số thì ủng hộ sự chia sẻ của Đinh Lan nhiều hơn. Thì có một bài bình luận nói về cái vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng như thế này. Vụ án bà Hằng còn rất nhiều khuất tất, nhiều tội danh bị bỏ lọt. Ngay cả nhiều bị hại không được tòa sơ thẩm công nhận, đồng phạm vô văn hóa, vi phạm pháp luật, tiếp tay ủng hộ cổ suý cho phạm nhân Nguyễn Phương Hằng, còn cả trăm kênh chưa hoặc không bị xử lý. Chúng tôi những người mắt thấy tai nghe rõ ràng, bà Hằng cùng vô số đồng phạm nhục mạ, vu khống rất nhiều nạn nhân như thế nào, trong đó có những yếu nhân, chính khách, đảng viên, kể cả chính quyền phía Nam. Rất mong cơ quan chức năng quan tâm quỷ án, xét xử lại từ đầu vụ án vì tính chất rất nghiêm trọng, hệ lụy xấu do bị cáo Nguyễn Phương Hằng gây ra cho xã hội. Đó là một trong những bài bình luận đề cập trong cái vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng. Có nhiều cái khuất tất, nhiều tội phạm bỏ lọt, rồi nhiều cái tội danh nó chưa có xử lý khách quan. Đó thì cũng rất mong là cái phiên tòa quỷ án xét xử lại trong cái vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng, bởi vì đây là một cái hệ lụy rất là xấu, có liên quan đến văn hóa, đạo đức, con người đó, mà do
cái drama của bà Nguyễn Phương Hằng gây ra, và đặc biệt là những người đi theo ủng hộ cho bà Nguyễn Phương Hằng thì cũng sử dụng những ngôn từ nó thật sự rất là khó nghe, mất văn hóa, không có nhân văn ở trên mạng xã hội để mà tấn công người khác. Thưa quý vị khán giả, ở đó thì chúng ta quan tâm đến câu chuyện của Thiền Am hay là trong cái sự việc của Đinh Lan, nó cũng là một trong những nạn nhân cũng bị những kênh YouTube đi theo ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng tấn công bất chấp, đúng không quý vị khán giả? Thì qua cái sự việc này thì Hiếu cũng rất mong là bên phía cơ quan chức năng vào cuộc mạnh mẽ để mà điều tra, làm rõ mọi cái vấn đề mà những kênh YouTube đi lên trên mạng xã hội vu khống người này, xúc phạm người kia, làm nhục người nọ vân vân. Thì những kênh YouTube này cũng ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng, thì Đinh Lan cũng nói vậy đó, cũng chỉ vì tiền thôi thưa vị khán giả, thì cũng ăn tiền của bà Nguyễn Phương Hằng. Rồi những kênh YouTube này mà bị tố cáo á, thì những cái tên này cũng sẽ khai ra những cái người đứng sau đó, chẳng hạn như là ông Dũng hay là bên trưởng công an Gò Vấp nào đó vân vân. Nãy Đinh Lan thì cũng đã tiết lộ hết rồi đó thưa vị, thật là kinh khủng đúng không ạ? Nhưng mà qua cái sự việc Đinh Lan chia sẻ thì chúng ta cũng cảm thấy rất là vui khi mà chúng ta đã hiểu được cái lý do vì sao mà những kênh YouTube này không bị xử lý đúng theo quy định của pháp luật đó. Thì theo vị khán giả đánh giá và nhận định như thế nào, vị cũng để lại bình luận góp ý ở dưới phần video của Hiếu nhé. Cũng như tiện tay bấm một like, một đăng ký kênh, chia sẻ cái thông tin này đến với tất cả mọi người qua các mạng truyền thông. Thì Hiếu cũng xin cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Video khá dài cho Hiếu xin được tạm dừng ở đây. Có thông tin gì mới thì Hiếu sẽ kịp thời cập nhật gửi đến cho tất cả vị khán giả được biết. Một lần nữa cuối video, Hiếu mến chúc tất cả quý vị cùng với gia đình của mình trên kênh của Hiếu có ngày mới thật là nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Còn bây giờ, xin kính chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video mới nhất.